Bỉ cho biết sẽ chuyển 200 triệu đô la Mỹ tài sản của Nga bị đóng băng cho Ukraine. Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo ngày 4 tháng 5 thông báo, Bruxelles sẽ chuyển 200 triệu euro, 220 triệu đô la Mỹ tài sản của Nga bị đóng băng cho Ukraine. Cam kết này được đưa ra trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hà Lan, Mark Rutte và Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky ở La Hay. Theo ông De Croo, một phần số tiền sẽ dùng để viện trợ quân sự Ukraine và phần còn lại sẽ hỗ trợ những người tị nạn Ukraine. Ông nhận định rằng, việc sử dụng tiền của Nga để tái thiết Ukraine có ý nghĩa cả về mặt kinh tế và đạo đức. Theo ông De Croo, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, chính quyền Bỉ đã đóng băng khoảng 180 tỷ euro tài sản thuộc về Ngân hàng Trung ương Nga. Bỉ không phải là nước phương Tây duy nhất cho rằng Nga phải trả tiền cho việc tái thiết Ukraine. Đầu tháng này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tiết lộ rằng Washington đang thảo luận với các đối tác về cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của Moscow để hỗ trợ Ukraine. Vào tháng 12 năm 2022, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật chỉ đạo Bộ Ngoại giao trao một số tiền thu được từ tài sản bị tịch thu của Nga cho Ukraine. Khoản tiền này liên quan tới 5,4 triệu đô la Mỹ tịch thu của doanh nhân người Nga Konstantin Malofeyev, người bị buộc tội né tránh lệnh trừng phạt. Nga chỉ trích ý định của phương Tây muốn chuyển tài sản của Moscow cho Ukraine, cáo buộc đây là động thái vi phạm luật pháp quốc tế và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu cần thiết. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25 tháng 4 đã ký ban hành sắc lệnh đáp trả việc các quốc gia không thân thiện tịch thu tài sản của Nga. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 25 tháng 4 cho phép Nga đưa tài sản của các quốc gia không thân thiện trên lãnh thổ Nga vào diện quản lý hành chính. Nga cho biết, đây là biện pháp cấp bách nhằm đáp trả các hành động bất hợp pháp của Mỹ và những quốc gia khác khi tịch thu tài sản Nga. Theo Dân trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.